Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên KNews 24 giờ để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong ngày. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay nhé. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Jisoo làm bình luận viên game, nụ cười rạng rỡ buổi fan meeting online, leo lên top 1 thịnh hành tại Việt Nam. BTS tung ảnh teaser nhóm, 7 người 7 sắc cầu vồng, mỗi người một màu tóc. Động tác vũ đạo của Jungkook bất ngờ gây sốt trở lại với netizen Hàn Quốc. Teaser mới của Omaker gây tranh cãi vì nhìn na ná MV của Twice, trùng hợp hay cố tình. Xóa tan khoảng cách thế hệ, Taeyeon của SNSD trổ tài nhảy Dala Dala của ITZY cùng với Ryujin và Lia. Và sau đây là nội dung chi tiết. Jisoo làm bình luận viên game, nụ cười rạng rỡ buổi fan meeting online leo lên top 1 trending tại Việt Nam. Vừa qua, Jisoo đã tham gia sự kiện bình luận trực tuyến cho một trò chơi game đua xe nổi tiếng. Sự xuất hiện của nữ idol khiến cộng đồng Linh vỡ òa, bởi đây là lần trở lại hiếm hoi của Jisoo sau quãng thời gian ở ẩn để đóng phim nhiều tháng vừa qua. Trên Twitter, từ khóa về Jisoo vào top trending toàn cầu với hơn 200.000 lượt tweet. Hàng loạt ảnh chụp màn hình, video của chị cả Blackpink tại sự kiện này cũng được người hâm mộ chia sẻ nhiệt tình. Các fan dành nhiều bình luận tích cực cho vẻ ngoài rạng rỡ của Jisoo. Nữ idol ghi điểm bởi thái độ vui vẻ, khiếu ăn nói duyên dáng và sự hài hước tự nhiên. Những biểu cảm ngại ngùng của Jisoo khi đứng giữa dàn bình luận viên và game thủ nam giới cũng khiến cho các fan thích thú. Tuy nhiên, một chi tiết khiến các fan không hài lòng về diện mạo của Jisoo chính là bộ trang phục không được phù hợp và tông make-up nhạt nhòa của cô nàng. Các fan cho rằng khi dự một sự kiện về game, Jisoo cần được stylist cho mặc những outfit trẻ trung rực rỡ thay vì họa tiết da báo đi cùng với đôi giày theo phong cách cổ điển như vậy. Bên cạnh đó, các fan cũng phàn nàn về make-up khi mà chuyên gia không nhấn nhá màu son nổi bật để giúp cho Jisoo trông tươi tắn hơn. BTS tung ảnh teaser nhóm, 7 người 7 sắc cầu vồng, mỗi người một màu tóc. Theo đúng như lịch trình đã công bố thì vào 22 giờ ngày 9 tháng 5 theo giờ Việt Nam, BTS đã tung ra hình ảnh teaser đầu tiên cho màn comeback với single tiếng Anh mang tên Butter. Hình ảnh mới nhất đã sáng sủa và rõ nét hơn nhiều so với loạt concept được tung ra trước đó. Trong tấm hình, 7 thành viên của BTS khoe trọn visual điển trai bảnh bao khi diện lên mình những bộ suit, áo sơ mi lịch lãm. Đáng chú ý hơn cả chính là màu tóc của 7 thành viên. Ngoại trừ V và Jin điển trai trong màu tóc đen truyền thống, các thành viên còn lại đều trơ trội với những màu tóc nổi bật. Jimin với màu tóc ombre tím vàng, RM màu hồng, Suga thì xanh rêu, Jungkook là màu tím, còn J-Hope cực kỳ nổi bật với màu vàng chanh. Người hâm mộ phát cuồng với nét điển trai của 7 thành viên trong tấm hình mới nhất. Trước đó, những concept clip được đăng tải mang đến cho người xem một cảm giác đáng sợ và có phần kỳ dị. Nhưng với tấm hình mới nhất này, màu sắc tươi sáng cùng visual điển trai của BTS lại một lần nữa khiến các fan phải suy nghĩ và cực kỳ mong chờ đến ngày Butter chính thức ra mắt. Theo lịch trình thì đến ngày 11 tháng 5, người hâm mộ sẽ tiếp tục được xem hình ảnh teaser tiếp theo cho Butter của BTS. Một động tác vũ đạo của Jungkook bất ngờ gây sốt trở lại với netizen Hàn. Mới đây, một động tác vũ đạo trong bài hát cũ của BTS bất ngờ hot trở lại nhờ vào kỹ năng trình diễn của Jungkook. Cụ thể, mới đây, trên diễn đàn mạng Hàn Quốc bất ngờ có một bài viết lọt vào top chủ đề với tiêu đề "Vũ đạo mà fan yêu thích nhất trên sân khấu GoGo của BTS feat Jungkook". GoGo là một bản B-side nằm trong lớp Yourself Her phát hành năm 2017. Dù không phải là bài hát chính nhưng giai điệu bắt tai, vũ đạo dễ tạo trend cũng như ca từ thú vị, ngầm phê phán lối sống tiêu xài phung phí của giới trẻ đã khiến bài hát này trở nên nổi tiếng. Về cuối màn trình diễn, ca khúc sẽ có một đoạn mà tiết tấu trở nên dồn dập và động tác vũ đạo cũng trở nên nhanh gấp 2-3 lần so với tốc độ bình thường. Cả 7 thành viên sẽ phải thực hiện nhiều động tác chân liên tục và ở tốc độ cao, tốn rất nhiều sức. Ở đoạn này, Jungkook đứng ở vị trí center và nam idol đã gây ấn tượng vì khả năng trình diễn vũ đạo khó nhằn bằng vẻ ngoài vô cùng thoải mái và tự nhiên. Đối với fan thì có lẽ không còn quá xa lạ với vũ đạo ấn tượng này và họ cũng phải gật đầu công nhận rằng đây là một trong những part mà họ yêu thích nhất khi xem GoGo. Trong khi đó, rất nhiều K-net mới lần đầu tiên biết đến hoặc để ý phần nhảy của Jungkook thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Họ cảm thán rằng tốc độ di chuyển chân quá nhanh, nhưng em út của nhóm thực hiện nó rất nhẹ nhàng, dễ dàng, thậm chí còn đủ sức để hát live.
Teaser mới của Omega gây tranh cãi vì nhìn na ná MV của Twice, trùng hợp hay cố tình? Vào 0 giờ ngày 9 tháng 5 theo giờ Hàn Quốc, Omega đã phát hành MV teaser cho ca khúc Dan Dan Dance. Đoạn video mở đầu bằng phân cảnh từng thành viên đứng trên một cánh đồng xanh, âm thanh cùng sự hoang vắng càng làm bầu không khí trở nên kỳ bí hơn. Thành viên Jiho sau đó đã đến nói vào ống nghe của buồng điện thoại chữ Dan Dan Dance như một loại mật khẩu. Sau đó bầu không khí trở nên sôi động hơn với những âm thanh dồn dập gây tò mò với từng phân cảnh các thành viên xuất hiện. Những chi tiết kỳ quái cũng xuất hiện như Mimi cầm một chiếc mũ phi hành gia, máy vi tính xuất hiện giữa cánh đồng và cả một chiếc đĩa bay UFO xuất hiện trên bầu trời cao với các thành viên ngắm nhìn bên dưới. Dù teaser MV có concept khá độc đáo, tuy nhiên ngay từ những giây phút đầu tiên, nhiều người đã không khỏi liên tưởng đến một MV K-pop nổi tiếng khác chính là Signal của Twice. Theo đó, cả MV của Twice và MV của Omega đều có phân cảnh toàn bộ các thành viên diện những trang phục đầy sắc màu đứng trên cánh đồng hoang vắng. Họ đều nhìn lên trời trong sự tò mò và kinh ngạc, đó là dấu hiệu màn hình chớp nháy liên tục và bị nhiễu khi người ngoài hành tinh xuất hiện. Mặc dù Twice không phải nhóm nhạc duy nhất có concept ngoài hành tinh, tuy nhiên sự tương đồng trong vài phân cảnh đầu tiên giữa MV Signal và teaser MV Dan Dan Dance cũng đủ khiến fan phải gây tranh cãi. Một số fan Twice cho biết dù đi cùng concept nhưng không thể nào trùng hợp đến mức có nhiều cảnh cánh đồng hoang vắng xuất hiện, các thành viên đứng nhìn và có dấu hiệu đĩa bay ngoài hành tinh. Thêm vào đó, WM cũng từng đăng một tấm poster quảng bá lịch trình comeback của Omega, trong đó tiêu đề được viết là Dan Dan Signal. Lại thêm chi tiết khiến người khác phải nghĩ ngay đến bản hit Signal của nhóm nữ nhà JYP. Nhiều ý kiến lên tiếng mỉa mai WM cố tình copy concept của Twice nhưng lại quá lộ liễu. Số khác lại thất vọng khi mà WM đặt tên bài hát là Dan Dan giống hệt bài hát nổi tiếng của Everglow, sau đó liền gán thêm vào chữ Signal khiến ai cũng nghĩ đến Twice. Trái lại, nhiều fan Omega đã lên tiếng bảo vệ nhóm nhạc này. Họ cho rằng sự trùng hợp khi cả hai nhóm đều theo concept ngoài hành tinh là điều hết sức bình thường. Những chi tiết như tín hiệu, đĩa bay, người ngoài hành tinh là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, fan cũng cho rằng ngoại trừ phân cảnh đầu tiên trong teaser thì mọi thứ còn lại trong Dan Dan Dance và Signal đều không giống nhau. Xóa tan khoảng cách thế hệ, Taeyeon của SNSD trổ tài nhảy Da La 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 của Itzy cùng với Ryujin và Lia. Trong tập mới nhất của Amazing Saturday, hai thành viên của Itzy là Ryujin và Lia đã xuất hiện với tư cách khách mời. Tại đây, hai cô nàng đã có những khoảnh khắc thú vị khi tham gia thử thách âm nhạc cùng với dàn người chơi cố định, đặc biệt có tiền bối Taeyeon của SNSD. Là một idol đình đám Gen 2, Taeyeon thể hiện sự am hiểu âm nhạc của K-pop thế hệ mới nhất bằng việc đoán đúng ca khúc Da La 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 của đàn em Itzy. Taeyeon đã hăng hái chạy ra giữa sân khấu thể hiện vũ đạo đinh, ca khúc debut đình đám của Itzy. Cùng với sự trợ giúp của hai chính chủ ca khúc này là Ryujin và Lia, Taeyeon đã hoàn thành hoàn hảo màn cover. Đặc biệt, cô nàng còn chuẩn bị một màn ending tạo nét cực kỳ hài hước. Cô nàng đã thủ sẵn pháo giấy trong tay, tung lên ngay sau khi giai điệu kết thúc. Taeyeon còn tạo dáng thở hổn hển cực lố, chốt hạ bằng biểu cảm khó đỡ. Bạn biết điều này Taeyeon học được từ ai rồi chứ? Đó chính là từ key của Shiny trong lần comeback gần đây nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knew 24h. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin mới nhất nào đến từ Knew 24h nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!